Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi thử cái bảnh là nó tức là vắt nhá. Vắt là nó vắt chạy chậm nhá, gọi là chạy không ấy. Ở bên dưới mâm thì là chạy bình thường. Chạy rất nhanh. Nhưng mà lồng là chạy không được. Lồng chạy kém. Mà do trượt nó cứ chạy như kiểu là ấy, tức là không đủ tốc độ để cho nó vắt. Đấy. Nó là như vậy. Còn giặt cái máy này thì không giặt nhá, người ta chuyên vắt nhá. Cho nên chỉ có thử vắt thôi. Nguyên nhân của nó hôm trước tôi đã thay motor này, nghĩ là hỏng motor. Motor ở đây tôi đang bỏ đâu ở kia. Đấy. Nhưng vẫn không được. Nguyên nhân của nó quay là các bạn này để các bạn nhận biết này, hôm sau các bạn có thể sửa đơn giản mà biết ở đâu, cuối cùng rồi thay cái này thay cái khác không được, mọi hoạt động của nó bình thường nhá, vẫn gọi là bo không hư, rồi giặt vắt này khác hoạt động tốt. Đây các bạn dơ cái này lên, trong đấy có bánh răng, các bạn thấy ở bánh răng ở bên trong không? Các bạn hôm khi tôi chưa sửa nó quay nhẹ nhàng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở ra để mà ấy nhá, để mà quay cái này để tôi khởi ra cho. Bây giờ tôi sẽ mở ra để hướng dẫn cho quý vị các bạn nhé. Đây, mở cái này ra. Cái này tôi mới sửa xong nhá, mà sửa không biết nó hỏng như là hỏng motor nhá. Nhưng tốc độ motor vẫn bình thường. Đây, tôi bật này ra. Cái bảnh này thì gọi là bỏ các bạn nào mới vào nghề thôi, chứ còn thợ lâu năm thì cái này thì đơn giản. Đây, cái bánh răng này các bạn, bánh răng này, khi nào nếu mà nó khi trước nó hỏng á, là mình vô cái này lên, nó quay này bình thường này, chứ quay chiều này thì là nhẹ thôi, nhẹ nhưng nhẹ của lò xo, đấy, nhẹ của lò xo rồi búng ngược lại, đấy các bạn thấy không, phải trắt như thế này, chứ cái này chúng ta cầm mình có quay cái này, quay nhẹ nhàng, quay trượt đi. Nó không có bám như thế này, vặn không được. Nguyên nhân của nó là ở đây này. Chúng ta sẽ đưa ra đây, chúng ta sửa nhé. Chúng ta rút ra này. Rồi, chúng ta sẽ sửa nguyên nhân của nó là ở đây. Đây, đây. Đặc biệt là cái mũi lò xo này các bạn này. Ở bên trong này. Nó rơi vào cái vị trí gọi là nó không biết làm sao nó trượt ngay. Nó không găm vào đây nhé. Cái lỗ của nó đấy nhá, các bạn thấy đấy, nó không găm vào cái lỗ này, cho nên nó quay quanh ở bên trong cái này, đây cái lỗ này nó phải đâm ra đây nhá, đâm vào đây cái chỗ này nhá, không nó không quay quanh, nó quay quanh trong cái vòng này, tức là nó quay trượt ở bên trong này, đấy, thành ra nó không có cái mấu dừ này nhá, cái phanh này này, đến khi chúng ta bỏ vào. Đấy, các bạn thấy đấy. Khi nào kéo như thế này thì nó siết chặt cái này lại, cho nên nó kéo cả cái này, cho nên nếu mà nó không giữ được cái này thì nó sẽ quay trượt, nó quay cái bánh răng này nó quay trượt bên trong, tức là nó quay không bám vào cái này, cho nên nó không quay được cái lồng, tức là cái này để nhỏ cái này ra thì để quay lồng, cho nên nó không được lồng. Đấy, nguyên nhân của nó là ở đây. Thì bây giờ chúng ta phải lắp. Các bạn trước khi các bạn lắp thì các bạn tìm cái lỗ này này. Lỗ này. Các bạn quan này nhá, các bạn đẩy này ra. Các bạn đẩy cái này ra cái đó. Các bạn muốn lắp cái này các bạn đẩy cái này ra. Cho mình giật cái này ra nhé. Đấy. Các bạn đẩy vào bên trong này, đẩy vào cho nó lùi ra này. Các bạn chùi hết cái chùi, nếu mà trường hợp mà nhiều mỡ nhiều miệng các bạn chùi hết cái này nhé, để cho nó bám nhé, chùi hết cái mỡ này vừa thôi, gọi là chùi bớt ít đi, không có cắt đối nhé. Rồi các bạn thể cắt ra rồi rửa được nó rửa nạt cái nó thoải mái cho tổ đi, từ điểm mà rửa
Đấy, các bạn thấy cái mũi của nó chui ra đây. Đấy, khi đó mới được nhá. Rồi, các bạn chui vào thì các bạn đẩy cái này vào này. Đầu này là đầu đít nhé, còn đầu này hai đầu nào cũng được. Đây, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy vào. Đấy, chúng ta vặn lại, vặn hết trạc này. Cầm như thế. Chúng ta cầm lại thế trạc này. Đấy, hở cái này trạc trừ này là được này. Còn nếu mà các bạn cầm mà quay cái này và nó còn trượt thì các bạn nên nói lại nhé, sửa lại bên trong này nhé, cho nó cái lò xo này nó gặm ngay chỗ này nhé, không có nó nằm ở bên trong này nó quay là nó không giữ được cái này, nó không giữ được cái trên với trục với cái lìa bên trên này thì nó không thể không chạy được nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay vào thôi. Ta vặn vào. Đấy. Cái này tôi sửa mấy bữa không làm được đấy, bởi vì tôi không biết. Thế là hôm nay mới đưa ra làm thì mới biết được cái bảnh nó nằm ở đây, nó đơn giản vậy thôi. Rồi, chúng ta vặn vào. Đấy. Cái này chúng ta vào. Ui trời, nó trật nhỉ. Tôi bỏ cái đâu này, bỏ cái bên này cho nó cái nhỏ hơn. Rồi, vừa vừa các bạn nhé. Đấy. Bây giờ đấy, chúng ta cầm như thế này và trạt này. Đấy, bây giờ chúng ta thử vát nhé. Đây, chúng ta bây giờ thử vát nhé. Và bấm on này. Rồi, bấm vào chế độ vát này. Rồi nhé, vát rồi nhé. Bây giờ tôi bấm thịt tát này. Xem thử tốc độ của nó có đủ không. Hôm trước là thay rồi không đủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, xem nhé. Khi nào đủ tốc độ quay đấy, các bạn thấy quay khác liền đấy, nhẹ mà êm. Đây nhá, bây giờ nó đạt tốc độ nhá, quay kinh khủng nhá, các bạn thấy đấy. Đấy, làm sao rồi. Đấy, quay các bạn thấy rung không? Đấy, cái tiếng chạy của nó này, tiếng motor chạy đấy, bắt tốt rồi nhá. Đấy, nhiều khi là do hụt khổ. Đấy, tốc độ nhanh, khá nhanh. Bây giờ nó tăng tốc hết cỡ này. Đấy, vòng trong là đủ. Đấy, lạc các bạn thấy chưa. Thôi đến đây, cảm ơn quý vị các bạn đón xem. Nhấn nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé.